Yo, hello, sắp chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đấy người, à Tiểu Tử Ba Đạo người nhá. Xin chào anh em của Game Go Mơn Thảo nha, mình đây Tiểu Tử Ba Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ qua video trước anh em xem video về đầu video anh em xem like và một subscriber cũng channel phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cũng đi cập nhật tình của các anh em và hiện tại tôi đang S61 nha, ở một gà lâm dân của bạn Lam. Lam vừa gửi cho tôi 2 ạc, hôm nay tôi sẽ review cả 2 ạc này trong video sáng nay luôn cho anh em xem để xem lông dân có gì đặc biệt anh em ở game gấu mù chúng ta. Thì trước khi đi cập nhật code thì chúng ta nói qua nào anh em. Các bạn nhìn nhanh thì đây là level 68 bạn VIP 6 và tổng lực chiến hiện tại mới 90k 910 900k anh em, sorry. Nhưng phải là đúng mùi lông dân các bạn. 93k kim cương anh em. Ui. Hay chất lượng thật sự anh em. Theo Lam chia sẻ đang cố gắng tích bao giờ đủ thì mới tiêu anh em. Có nghĩa là kiểu ngoài tiêu đủ đủ đây không phải đủ 258k đâu anh em, mà thường sẽ tích lên được khoảng 150 hoặc 189k gì đấy, hay là đại khái cũng có khi là full 250 luôn thì tiêu một lần nó sẽ ok hơn. Hoặc là đợi trong và thi tiêu thì đợi những con tướng xịn sò. Và với bảng lông dân này sẽ có tem độ gì thì tí tôi sẽ check cho anh em coi, thì bây giờ chúng ta đi qua cập nhật qua các anh em nhé. Ok các bạn, để xem là chúng ta có sự kiện gì hot không. Khá chủ mấy số mới Lami chưa lớn Furry tứ hoàng. Wow, tặng Furry tứ hoàng tóc đỏ anh em. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 đăng nhập đủ 3 ngày nhận tứ hoàng xanh đỏ. Wow wow wow. Được ấy. Ok các bạn, Furry tứ hoàng xuân tóc đỏ. Và có đem mới anh em, Gomu của 27. Quá ấy, mấy này chắc nhận hết rồi. Ok các bạn, hôm nay khởi đầu buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thông tin hot nhất hiện tại đó là ở gì tứ hoàng xanh tóc đỏ anh em và có đe quá Gomu qua 27. Về game anh em xem nào, tầm này tôi nghĩ là không ăn nông dân chẳng bao giờ đừng nói chưa nhập anh em, chắc chắn là đã nhập rồi các bạn. Tôi biết mà anh em xem nào. Hình như là bạn ấy cũng đập đăng nhập cũng đăng chắc là này vào rồi sao anh em. Đây tiệc rượu đây anh em, đó đủ 30 ngày anh em sẽ nhận được tứ hoàng xuân tóc đỏ nhé. Cũng xứng đáng các bạn, nông dân này với nông dân này cũng khá là ngon rồi. Ok anh em, còn một phiếu tôi quay chơi vậy em. Rồi nãy thì con đăng nhập nhận free tứ hoàng xuân tóc đỏ anh em khá là ngon, thế thôi. Đâu giờ thì quay trở lại với con hàng của bạn Lam anh em. Đây hàng này là S61 anh em nhé. Chúng ta check qua top bằng xếp hạng tí đi, với một hàng nông dân thì chúng ta có top không? Có anh em, vẫn hạng 35 cấp, tổng số sao 61, lực chiến đâu, lực chiến 42, vẫn trong hàng trong 100 anh em. Vâng, được. Đồng đội, tem đầu này thấy nó ngon rồi anh em, Enau, Bo và Peroti, quên Pero anh em, Sisa, trời, Luffy, ui, nó ghê thế 4 này, wow, không biết lấy kiểu gì anh em nhưng có lù ghê thế 4 này anh em này. Ok các bạn, tướng SS này cũng gần như là gần hết rồi các bạn, gần hết tướng SS rồi, SS á. Còn mỗi Gap này, Godai này, Ivan Cốc này. Ngoài ra Mangelang với cả Siro, mà cho nó có mạnh các bạn. Đột Flamingo chuẩn bị nặng đế về rồi này, Mi Hoắc cũng vậy anh em. Ok các bạn, cũng khá là ok, một con nàng lông dân mà nhảy thì cũng khá là ok các bạn. Ở level 66 5k lực chiến chúng ta có một không mò đồ anh em, một vài viên đá cấp 5 đồng vẫn đang sử dụng đá cấp 4 anh em. Bảo vật không quá nhiều nhưng mà cá nhân tôi thấy cũng không dạng là được anh em. Đây, cũng mang được cho một bốn cháu anh em, bốn cháu đủ bảo vật luôn ạ. 32 đúng rồi anh em, đúng 4 cháu đủ mang bổ bảo vật anh em. Mà xong chân Luffy nhỉ. Hàng này sao không chân lù GT4 ta. Không mang, không chơi đấy gọn, rõ ràng là không chơi luôn chứ còn là không. Chơi thì nó lâng lên rồi anh em. Chúng ta sẽ đảo tương một trận tốt để xem nhà nhanh anh. Ui. Hàng 20 đó. Chuyện này toàn mới bắt được 9 khủng thôi. Ok có thuyền không? Có bạn nhé, cũng có thuyền các bạn. Mình tem đội ra trận anh em.
Khóa sau à? Bị khóa kẹo sau à? Căng rồi, khóa kẹo sau thua rồi anh em. Bạn bè đi. Do tài đúng không? Ok gọn, đây 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 đây, phù hợp luôn, phù hợp luôn. Đó, dạng tổ đánh anh em, đã trận nào. Bên mình khóa kẹo trước chắc chắn luôn. Ui. Ừ, cũng bị BO hóa đá anh em. Ok kìa, ok kìa, ok kìa. Ừ. Đúng bài luôn anh em. Ui. Đừng đùa anh em. Ok các bạn đừng đùa anh em. Đừng đùa các bạn. Khá là ok các bạn nhé. Nông dân thì nông dân anh em. Khá là ok. Những chia sẻ đầu video thì bạn Nam có gửi cho tôi hai acc anh em. Đây là con acc đầu tiên. Giờ chúng ta sẽ đến với acc 2 anh em nhé. Acc 2 này ở cùng S1 với tôi các bạn. Cùng đi qua xem đấy có gì hot nào. Acc này thì không biết đã tiêu kim cương cho anh em. S1 các bạn nhé. Rival 81. Hoàng tử gió. 83k kim cương các bạn. Vâng, hạng này 83k kim cương anh em. Tích chưa nhiều. Bên này hạng thì đã qua hạng 100 rồi anh em. Nông dân thì đa số là bị rớt rớt sau hạng 100, nhất là ở những S đầu như này. Ok, thế nào. Ở nãy con chưa check neo độ thần nhỉ. Neo thần mới break kia đây đâu rồi anh em. Đấy là hơn 200 rồi các bạn. Ok, với một nạc nông dân nhỉ thì có gì anh em nhá. Đồng đội. Yo. Wow, và nhìn tướng 5 sao hơi nhiều nhỉ. Có Sabo, có ấy. À quên, thằng này từ thời đầu thì chắc nó phải có rồi. Ủa nhưng không có BO à. Thằng này chưa có BO anh em. À đây anh em, mà không có, chưa có mà đã đang lưng lên sau. Nhìn này thấy rồi các bạn. Thấy không? Hay là đây là nhiệm vụ tăng cấp được chiến mỗi ngày vậy. Chết thở, tôi lưng quá này đã toang rồi. Nên làm chưa? Chưa chưa anh em, đăng nhập. Chưa chưa các bạn. Chưa chưa anh em. Ừ, chưa được rồi. Thì sợ này bạn chuạc đấy lấy làm thì mà mình làm phát thì mất cách của bạn chuạc thì hơi toang. Ôi dư được chiến rồi, dư rồi anh em. Nhưng mà đâu đằng nào để BO lên chơi mà đẩy kiểu này kiểu đẩy BO lên chơi anh em. Đây chúng ta cũng đã có chuyện đẹp BO ăn cốc đây rồi anh em chứ còn là không. Ok chúng ta có cho chơi end 5 sao 77k lực chiến. Ichiji 5 sao anh em. Đá một bộ. Ờ chưa chưa đủ một bộ anh em. Mà có 3 viên đá 5 anh em. Đây một bộ đá 5. Wow. Được của nó anh em. Đá 4 đá 5 cũng rất là nhiều. Ủa, mới điêu 4 cháu à. Đá 5 cháu rồi, 5 cháu rồi anh em. Ok 5 cháu rồi anh em. À đây thì chưa nhận quà đây anh em. Đăng nhập nhận quà này. Dương mùa đông. Không biết là ở cái vụ dương mùa đông anh em chơi kiểu gì, tích là tích rồi nhận hàng ngày hay là như thế nào? Tôi thì đang tích anh em, tích kiểu nhiều rồi mở một thẻ. Đây mấy anh em vậy các bạn, đây ba dương rồi này. Đó, là đa số đều tích anh em chứ không hay mở như luôn. Đó, đều tích anh em, đa số là đều tích. Ok chúng ta sẽ đi làm tí bạn bè nhỉ. Hai trăm sáu mươi k mấy thằng này là bao nhiêu, được bao nhiêu k anh em. Tôi sẽ đánh trước trận này một ván đi để xem đo lường lực chiến anh em. 340k. Ok các bạn mang hết đồ 352k anh em cũng khá là ok nhưng không. Wow, lần đầu tiên được vào mấy thằng nông dân anh em, chất chơi thật sự các bạn. Ia công thủ đầy đủ anh em. Quá ok các bạn. Kiếm mọi anh em nào đó cao một tí xem nào. 400 thôi 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 bỏ đi. Tầm 7 mấy chắc là được. Đây anh em 320k. Bạn này chơi đô phi nhưng cũng là tem nông dân. Đúng rồi anh em. Xem nào. Xem nào ai mới là bá chủ đây anh em. Để xem. Để xem nào. Ui 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 ui, căng thế. Ui.
gắt thế nhờ. Trời ơi, nông dân thì đa số toàn chơi nhưng không chế anh em, nên là bên nào mà cưỡng được quyền không chế thì gần như bên đấy thắng rồi anh em. Check lại một tí nữa anh em, quay lại tí. Đã xong, quên chia sẻ anh em, báu vật. Ồ, hàng này thì ít hơn là kia anh em, hàng này được có 11 món anh em. Hàng này được có 11 món rồi anh em. Đó. Ok, hàng này như không có Luffy GT4 đâu, không có anh em. Wow, nhưng mà hàng này chắc được gọi được gáp, được gọi được Shiryu này. Wow, Kuma còn có 3 mở dương mà ra Kuma một lần nữa, dặn được Kuma rồi anh em. Đoạn giờ ok các bạn, ủa sao không đổ bảo vật nhỉ, hay là không lấy ra mấy này, tôi nghĩ là thường nên lấy rồi. Ok các bạn thấy sao về hai nông dân này, tôi yên các bạn ở phần comment nhé, và đừng quên đăng nhập mỗi ngày để nhận free từ Hoàng Xuân tóc đỏ. Còn đầu clip tôi kết thúc đây, bye bye mọi người.